Ủy ban nhân dân xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ xét đánh làm một người tử vong, một người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, người đàn ông 42 tuổi ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Thanh Vĩnh Đông cùng với anh trai ruột 52 tuổi ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, Long An khi đang sửa chữa tại mái nhà thì bị xét đánh. Cả hai nạn nhân ngã xuống đất, bị chấn thương nặng và được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên người đàn ông 42 tuổi không qua khỏi, còn anh trai của nạn nhân bị chấn thương nhẹ và được xuất hiện xuất viện trong ngày. Thời gian qua trên cả nước, trong đó có khu vực miền Nam, liên tục có mưa rông dài ngày. Nguy cơ xét đánh gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Được biết, Việt Nam nằm trong tâm rông châu Á, một trong ba tâm rông trên thế giới, có hoạt động rông sách mạnh. Mùa rông ở Việt Nam tương đối dài, số ngày rông trung bình 100 ngày mỗi năm và số giờ rông trung bình là 250 giờ một năm. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nơi được coi là tâm xét ở Việt Nam.